Hello các bạn, mình là Trí Nguyễn. Mình rất hân hạnh được gặp các bạn ở Khối Xe Channel hôm nay. Người ta đến lấy 6 chiếc còn lại các bạn ha. Từ một cái remote người ta chỉ chở 6 chiếc thôi. Thì bây giờ là chuẩn bị dê xe ra đó các bạn ha. Dê xe ra và đưa lên remote. Thì để dê cái này các. Trời nãy mưa các bạn, cho nên bị ướt át chút. Okay, we're gonna load this one first, okay? We're gonna light this one up. And
Thì hôm nay có anh Tứng lên lên hóc luôn các bạn ha, giúp đem xe ra. Chiếc SV ha, một chiếc màu trắng với một chiếc màu vàng, VinFast với anh Hà bên đó. Còn 1, 2, 3, 4, 5 6, 5 Sao không thấy anh nhận kết bạn vậy? Cái Facebook của mình nó bị ngợp luôn à em ơi. Rất là nó đầy rồi, nó ngợp luôn rồi. Cho nên chỉ có follow thôi. Chỉ có follow thôi ha. Hello, hello Kevin, hello anh đẹp. Xe đẹp không? Đó. Roadster. Roadster. Rất là ngầu. Ok, anh chạy xe tắt luôn, chìa khóa nằm trong á. Chạy. Chạy xe tới trước đi rồi. Anh không ra. Anh tức lên luôn. Dạ mua luôn, chạy đi luôn anh. Hello mà anh, hello mà anh nha. Hello, hello các bạn nha. Ok thì cái câu chuyện nó là như vậy các bạn. Anh em của tôi này đã book cái remote của cái hãng kia 2 tuần rồi các bạn. Dạ, 2 tuần mấy rồi á. Thì đến cuối cùng thì cái remote nó bị trục trặc các bạn. Và nó không đi kéo được. Là ngày hôm qua là nó chuẩn bị nó đi mà cái đầu mọt của nó bị trục trặc, bị sự cố các bạn ha. Thì nó không đi được. Cái anh em mới hững hờ, anh em mới nói chết bồ rồi. Bây giờ sao đây? Bây giờ kiếm cái giờ cuối cái đầu mọt mà kéo hết mấy cái xe thì nó rất là khó. Và cho nên hôm qua kiếm những cái đầu mọt mà nó kéo 1-2 xe lẻ lẻ thì đưa vài xe đi rồi các bạn ha. Xin lỗi các bạn nha, còn cảm. Thì mình mới trực nhớ là cái remote, cái công ty mà đó nó lên nó kéo xe của anh Thành ở đó. Mình có quay, mình để cái số điện thoại ở trong cái video của mình đó. Thì mình lên, mình gọi Him thì Him nhớ mình. Và Him nói Him không có làm được, nhưng mà Him có cái người em bà con sẽ lấy cái remote của người em bà con, của công ty của người em bà con
đi liền thì cái công tơ đà này đi từ ở Miami đi ngược về Houston, đi xe không các bạn ha, đi thẳng về đây để rước hết anh em bị vướng lại ở đây ha. Thì cái cuối cùng thì cái giá nó rất là cao, nhưng mà không sao, tại vì đến giờ cái giai đoạn này là cái giá cả không có thành vấn đề nữa các bạn, mà cái vấn đề là phải đưa xe qua tới Miami vào chiều thứ năm đó. Cho nên cũng rất là may mắn người ta đã giúp được lần này. Đó, cho nên mình cũng đâu biết được cái chuyện gì sẽ xảy ra các bạn. Nhiều khi nó trên đường nó đến nó bị trục trặc này kia nọ, là xe cộ nó hư này kia đó, cho nên mình không biết. Cho nên cũng hên là mấy người này giúp được lần này để mà đi như vậy thì rất là vui các bạn, rất là vui. Single clutch nó khó đưa lên đó bà, chạy cái vượt á. Sẽ đi ở dưới các bạn ha, tại vì nó cái gầm nó thấp á. Nên mình phải vô nhà mình lấy miếng gỗ ra để lót thì đưa lên. Okay.
Single clutch đó, nó không biết chạy, khó chạy lắm. Dạ. Yeah. Còn cái đua clutch thì mình thả cái thắng ra cái nó bò lên từ từ lên thôi. Ok. Xong chiếc VRS ha. Hơi đã. Ừ. Đất đẹp chứ sao. Sắp xong à, sắp xong à. Slow. That's that one and the red one is the loudest one. It's running like an X pipe. Nói xe mình lớn. Ok, giờ đưa xe mình lên các bạn ha. Đây là những cái video mà các bạn thấy xem mình nhiều nhất ha. Còn phần đông ấy, đi rally hay chạy vòng đi chơi rồi này kia kia nọ thì các bạn thấy xe của người ta nhiều hơn xe mình. Trầm vô hết. Yeah, Miami, baby. I'm come to Miami, Miami. Có bài nhạc á. I'm come to Miami, Miami. Okay, we'll pay the rest
at the 5200 at the delivery. So 4000 now, 5200 at the delivery. Okay. Yeah. Okay. Now let's talk about the return. Can you pick it up on Monday? I cannot. Remember. Tuesday. I'm not gonna lie to you. Remember I told you about the one in Georgia? Okay. I have to bring them. Well, I'm gonna go to Georgia and come back right away. So okay. I can take care of you on the okay. first. Okay. So Tuesday second. For sure. Yeah. Okay. And let me make an arrangement at the hotel. Okay. So they can be able to keep the car for one day, and then Tuesday you guys pick it up. All right. Let me know. Okay. Whoa. No, no, no. We need you guys to pick it up. Let me know. What's your name, man? Good name. Alex. Trucking. Oh. You the rest. If you need a grandson, a son, whatever, I'm here. Okay. Okay. I call you a lot when I got there, man. Okay. Yeah, man. Pretty ladies. Leave your wife at home. Thank you. Safe travel. See you guys tomorrow. Yep. Thì cái remote này nó chạy từ ở thành phố Miami, tiểu bang Florida, ngay cái chỗ mà ngày mai ngày mốt anh em đến đó chơi các bạn ha. Nó chạy xe không đến đây để nó bốc hết cái dàn xe 6 chiếc ở đây và đi về Miami ngược lại, và thứ ba nó sẽ bốc hết và đưa ngược về đây. Thì cái giá đó, cái giá sau các bạn ha, cái giá đó mình phải trả sau. Thì bây giờ nó bắt đầu đi, thì chiều mai đến không anh hả? Chiều mai đến hả? Lay afternoon, ok, chiều mai đến. Ok, thì cái video hôm nay tạm thời dừng ở đây các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã ủng hộ và chia sẻ kênh Khói Xe. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình video kế nha. Chào tạm biệt các bạn.